Phụ nữ luôn làm đẹp bằng mọi cách để được đẹp. Đúng rồi. Nhưng đúng. Có những người phụ nữ làm mọi cách vẫn không thể đẹp được. Cái đẹp đánh chết cái nết. Cái gì? Cái gì? Tôi nói chết thì tôi không dính như vậy luôn hả? Không, cái đẹp với cái nết là nó phải đi chung. Là tôi có đẹp và tôi có nết nữa. Sao bữa nay tôi gãy miếng hoài vậy? Gãy hoài luôn á chị. Cứu chị với. Cứu nổi không chị? Sao cứu được? Rồi. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay sẽ có những món ăn liên quan tới một con vật trong 12 con giáp. Và chúng ta hãy cùng xem chủ đề ngày hôm nay là gì. Đó, năm gà ăn mổ gà. Ở đây có ai tuổi gà không ta? Có ai tuổi gà hả? Tuổi giàu quá đúng không? Dạ. Là gà mái đúng không? Đúng rồi anh. Đức tính về tuổi gà là cũng có nhiều tính tốt, về sự tỉ mỉ, sự cần cù. Nhưng mà nó tình duyên hơi lận đận xíu. Ủa ông vua coi bói luôn hả? Thì nói về món ăn gà, ở dưới quê hay có cái chiêu là khách tới nhà là đãi gà. Hàn Quốc cũng vậy. Khách tới nhà không gà thì dịch đó. Đó, khách tới nhà không gà thì dịch đó. Thì cái món gà là một trong những món gọi là thiết đãi, dùng để thiết đãi cho những người khách quý. Đúng rồi, đúng rồi. Tới nhà là đó, là để làm con gà, để luộc con gà là thường hay như vậy. Đúng là thiên đường ẩm thực. Sao gãy rồi? Vậy thì bây giờ sẽ có một câu hỏi dành cho những người chơi. Là con gà với con vịt khác nhau chỗ nào? Dạ. Em con khoan, mời con gà thì nó gái ỏ o, còn con vịt nó kêu cặp cặp. Cái đó ai cũng biết mà. Con vịt có thể bơi, con gà không bơi được. Đúng. Trời ơi, cái này nghĩ trong đời. Nhưng mà cái đó không phải là câu trả lời chính xác. Cái khác biệt lớn nhất giữa con gà và con vịt đó là cái tên, vậy thôi. Trời ơi. Đất ơi. Bây giờ hỏi Harry là đã từng ăn món gì về gà rồi? Gà luộc, gà chiên. Hai món thôi hả? Dạ. Gà làm cả trăm món. Roti cũng có. Đúng gà rồi. Roti. Gà kho. Gà chiên nước mắm. Gà kho sả ớt. Đúng rồi. À đó. Chị Phượng đã từng ăn món gà gì mà thích nhất tới thời điểm này? Thích nhất món cà ri gà. Tại vì cái quê chị có cái món đặc sản cà ri gà. Có món gà cây nữa. Gà cây nữa, đúng rồi. Thực sự là gà là một cái con vật mà ai cũng có thể ăn được. Thịt nó rất là lành. Chúng ta hãy cùng xem clip sau đây. Một nguyên liệu không quá đắt tiền để ai cũng được thưởng thức. Gà là lựa chọn hàng đầu của các gia đình khi khách có dịp đến chơi nhà. Mở màn đại tiệc gà trong ngày hôm nay, dì Hai Áo Tím sẽ hướng dẫn các bạn 4 món gà đãi khách rất dễ thực hiện. Hẳn là không một ai có thể quên được món gà hấp lá chanh quá đỗi quen thuộc này phải không? Gà sau khi được làm sạch sẽ đem hấp hoặc luộc. Điểm khác biệt với gà luộc thông thường chính là mùi thơm từ tinh dầu lá chanh. Nhớ là cho ít thôi nhé, nếu không thịt gà sẽ bị đắng mất ngon. Chào ơi, miếng thịt gà nóng hổi thơm lừng. Rồi cá là bao tử các bạn đặt kiều réo dữ dội phải không nào? Xé gà thành những miếng vừa ăn, cắt sợi lá chanh, rồi rắc lên thịt gà để tăng thêm hương vị thơm ngon. Không thể nào thiếu ít gỏi rau chuối bào. Phần gia vị cho món gỏi gồm tỏi, ớt, hành tím và giấm. Hòa lẫn tất cả rồi cho vào rau chuối bào, rau răm, trộn đều lên nữa là hoàn tất món gỏi. Gắp một miếng gà còn vướng vài sợi lá chanh. Với vị the the đặc trưng, miếng thịt gà ngọt mềm, thưởng thức cùng gỏi rau chuối chua chua và muối ớt chanh cay cay. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm tâm hồn ăn uống của bạn tan chảy rồi. Món ăn thứ hai mà Thiên Đường Ẩm Thực muốn giới thiệu tới các bạn là món gà nướng mật ong, vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ làm thực khách của bạn suýt xoa rồi. Đầu tiên hãy chọn phần đùi và cánh cho món ăn ngon và hấp dẫn hơn nhé. Chặt gà thành những miếng to như thế này. Gia vị ướp chính là phần quan trọng làm nên hương vị tuyệt hảo cho món ăn này. Tất nhiên là không thể thiếu mật ong. Hòa trộn gia vị rồi cho gà vào đảo đều. Cứ thế trong vài phút để gà được thấm và ngon hơn. Còn bây giờ thì chần chừ gì nữa mà không xếp gà vào lò nướng. Chỉ cần 20 phút,
món gà nướng mật ong của bạn đã chín rồi đấy. Chào ôi, hãy nhìn những miếng gà xem, đã đủ khiến bạn thèm thuồng đến cồn cào chưa nào. Miếng thịt vàng ươm, hương vị đậm đà, thơm nồng mùi mật ong, chấm cùng muối tiêu chanh thì miếng chè nhé. Tiếp theo, dì Hai Áo Tím sẽ hướng dẫn các bạn món gà kho tương khô hấp dẫn và đặc biệt độc đáo. Trước tiên, hãy cắt ớt và tỏi. Hạt tương khô sẽ được cắt nhuyễn để tăng phần hương vị khi chế biến. Vì thơm hỗn hợp tỏi, ớt và gừng, mùi thơm và tính nóng của gừng sẽ giảm bớt mùi tanh của gà và giúp bạn ấm bụng hơn. Mùi vị làm nên sự khác biệt cho món gà kho chính là những hạt tương khô này. Ôi, ngửi mùi thôi đã thấy hấp dẫn quá rồi nè. Tiếp tục cho gà vào đảo cho thấm đều, nêm nếm gia vị, một ít nước màu cho màu sắc thêm hấp dẫn, đổ thêm nước vào kho với lửa nhỏ. Khi nước bắt đầu cạn vừa, thịt gà hơi sáng lại và chuyển sang màu như vậy là chín rồi đấy. Vị thịt gà thơm lừng mùi vị đặc trưng của tương khô, hòa quyện với vị cay nhẹ nhẹ của gừng và ớt. Một món gà lên mâm để đãi khách thật ngon lành. Nếu bạn đang tìm kiếm một món canh để bữa ăn không quá khô khan, còn chần chừ gì mà không bắt tay làm ngay món canh gà lá giang thật thanh mát, hãy bắt đầu bằng việc băm sả tỏi và ớt nhé. Dầu sôi cho hỗn hợp này vào phi thật thơm, sau đó cho gà vào xào. Đầu bếp của chương trình bật mí rằng xào với gia vị trước sẽ làm cho thịt gà săn hơn, khử mùi tanh và còn giữ được độ ngọt cho thịt nữa đấy. Nêm nếm muối, hạt nêm, đường cho vừa đủ. Giờ thì đổ nước vào thôi, chỉ cần đợi 5 phút sau là gà chín. Thành phần tạo nên linh hồn cho món ăn là đây. Cắt nhỏ lá giang rồi cho vào nồi, khuấy đều cho đến khi lá giang ngã sang màu vàng như thế này là hoàn tất. Thêm rau nêm và vài lát ớt nữa thì thôi rồi, vị khách của bạn sẽ ngất ngây mất thôi. Thưởng thức chén canh gà lá giang, bạn sẽ cảm nhận được thịt gà mềm ngon, đậm đà khó cưỡng. Lại thêm vị chua chua thanh mát của lá giang thì chắc chắn còn lâu mới có thể rời bàn tiệc được. Một bàn tiệc gà kết hợp với những nguyên liệu đơn giản có sẵn trong gian bếp nhưng lại tạo ra những món ăn vô cùng hấp dẫn. Những vị khách khó tính nhất chắc chắn cũng sẽ bị chinh phục hoàn toàn cho mà xem. À, trời ơi, đang đói bụng nhiều chịu không nổi luôn á. Ôi, nó làm cha tấn cho chị ăn liền đi. Như tất cả mọi người đều biết, luật chơi của chương trình, đội thắng cuộc là đội được thưởng thức đại tiệc, đội thua cuộc là đội ngồi nhìn không được ăn. Nhưng mà quay xong rồi mình có được xuống ăn không? Không, luật chơi là vậy. Trên sóng và dưới sóng đều không được ăn nếu thua cuộc. Và bây giờ đội nào chiến thắng trong trò chơi sau đây sẽ là đội bước vào đại tiệc. Xin mời trò chơi. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Có hai con thú người ta gọi là húp húp. Thì sau khi trường gian đọc câu hỏi sẽ có hai đáp án nằm sẵn trên bàn. Đội nào phi nhanh về đích lấy con đó xong phi ngược lại, và nếu đáp án là chính xác thì đội đó giành chiến thắng. Và nhớ, luật chơi của chúng tôi là không được rời lưng con thú này. Có nhiều nghệ sĩ ăn gian á, cầm dây chải. Ờ, có nghĩa là cái mông vẫn ịnh xuống. Ví dụ đây, đó là vẫn nghe bài nhảy đó. Rồi, được. À, được, tôi được. Làm được. Được không? Và sẽ có ba câu hỏi, luân phiên trả lời mọi người một câu. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ai đầu tiên? Rồi, Kiều Minh Tuấn, bên đây ai thi đầu tiên? Chị đi. Em với anh. Ờ, đó, 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 đó. Hai người đội trưởng. Rồi, mời ngồi xuống.